Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Thanh niên Quân đội Thượng tôn Pháp luật và cuộc thi viết tiểu phẩm Tuổi trẻ Việt Nam xung kích sáng tạo, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Tới dự lễ tổng kết có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Hai cuộc thi là minh chứng sinh động rõ nét khẳng định trách nhiệm vai trò của tuổi trẻ quân đội nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Các cuộc thi đều được tổ chức chặt chẽ, đạt chất lượng rất tốt, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia và có sức lan tỏa rộng rãi với 431 bài thi tìm hiểu và 746 tiểu phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài quân đội. Kết quả, ban tổ chức đã trao 10 giải A, 30 giải B, 50 giải C và 60 giải khuyến khích cho cuộc thi viết tiểu phẩm Tuổi trẻ Việt Nam xung kích sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Trao 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu Thanh niên Quân đội Thượng tôn Pháp luật. Tặng bằng khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức 2 cuộc thi.